Thưa quý vị, phát huy vai trò cầu nối, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã huy động sức mạnh toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự, kết hợp với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Từ đó, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự đã ra đời, đóng góp tích cực vào công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm lẫn xây dựng đời sống mới tại cơ sở. Thị xã Phú Mỹ tập trung nhiều nhất khu công nghiệp, cảng biển ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là lợi thế phát triển của địa phương, nhưng cũng phát sinh nhiều hệ lụy cho an ninh trật tự vì có đông lượng lao động, chuyên gia cả trong và ngoài nước. 5 năm trở lại đây, trên địa bàn Phú Mỹ xảy ra gần 1.160 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, trong đó tỷ lệ điều tra giải quyết đạt trên 86%. Công an thị xã Phú Mỹ cũng đã phát hiện xử lý hơn 370 vụ với 825 đối tượng tàn trữ, mua bán, vận chuyển các chất ma túy. Chung sức cùng các cấp chính quyền, công an và lực lượng chức năng đấu tranh phòng chống tội phạm, đến nay Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đã xây dựng 86 mô hình đảm bảo an ninh trật tự thông qua phong trào xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự. Những mô hình khu dân cư phòng chống tội phạm, ánh sáng an ninh, nhà trọ văn minh, không có tội phạm, tệ nạn xã hội, tiếng cảng an ninh. Tất cả các phong trào và mô hình này đều huy động từ sức mạnh toàn dân và đều dựa trên tinh thần tự nguyện tự quản. Đối với những cái mô hình này, đó là cái quyền lợi thiết thực và xác đáng của mỗi người dân. Do đó tạo sự đồng thuận rất lớn đối với người dân trong thời gian vừa qua. Và qua cái kết quả này thì trong thời gian vừa qua đã cái tệ nạn xã hội cũng như tội phạm ở các cái thôn ấp đã có giảm. Và hơn nữa là nâng cao được ý thức người dân trong cái quá trình tham gia vi phạm. Từ khi các cái mô hình về đảm bảo an ninh trật tự trên cái địa bàn được triển khai thì cái tình hình an ninh trật tự có phần được cải thiện đi rất nhiều. Các cái đội tự quản này thì hỗ trợ cái lực lượng công an này rất nhiều, đặc biệt như là cái xảy ra ba cái vấn đề an ninh trật tự, chỉ cần cái điện hoặc là có tiếng cảng thì cái lực lượng đến hỗ trợ liền và tích cực. Với sự nỗ lực của ngành chức năng, sức mạnh của toàn dân, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Phú Mỹ ngày càng ổn định, không xảy ra điểm nóng phức tạp. Đặc biệt tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội được kiểm soát chặt chẽ, tạo môi trường thuận lợi ổn định cho kinh tế xã hội phát triển.